Chào các bạn, thông thường các đồng hồ định vị trẻ em sẽ có chức năng là thiết lập vùng an toàn, tức là chúng ta sẽ thiết lập trong cái vùng đó con an toàn, và khi ra khỏi vùng đó ấy, thì các con sẽ cái đồng hồ sẽ báo động cho bố mẹ biết để các bố mẹ xem các con đang ở đâu. Thế để thiết lập cái vùng an toàn đó thì các bạn sẽ bấm vào cái phần mềm SD Checker và bạn chọn mục là vùng an toàn ở đây. Thì cái vùng an toàn này thì nó sẽ giúp chúng ta là khoanh một cái vùng, và khi con ra ngoài vùng đó thì sẽ báo lại. Thì ví dụ ở đây ta thấy là đang hiện ra vị trí của đồng hồ và ta bấm nút cộng thì lập tức đây nó sẽ hiện ra cái phần diện tích mà cái vùng an toàn của con. Con gọi tên nó, ví dụ như là ở nhà chẳng hạn. Và bạn bấm vào cái màn hình để chọn vị trí của cái tâm của cái vùng này. Tôi bấm vào đây. Và các bạn sẽ chỉnh cái đường kính, ví dụ ở đây đường kính là à, cái diện tích là hay là đường kính gì đó là khoảng 1.000 mét chẳng hạn. Tức là chúng ta thấy là cứ ra khỏi cái vòng 1.000 mét này thì nó sẽ báo động, và các bạn bấm xác nhận. Ok. Tức là cái ở đây chúng ta thấy là cái đường kính là 1.000 mét. Và ra có thể thêm được nhiều vùng, ví dụ thêm một vùng khác ở đây là vùng con đi học chẳng hạn. Đi học. Và chúng ta cũng xác định là cái đường kính là ví dụ 500 mét chẳng hạn, để cho nhỏ lại. Thì khi bấm xác nhận thì các con cứ ra khỏi cái vùng này thì nó sẽ báo về cho bố mẹ biết là các con không ở trong cái vùng an toàn nữa. Thì rất là tiện. Ở đây các bạn có thể thêm được rất nhiều vùng, ví dụ như vùng về thăm ông bà chẳng hạn ở đây. Và chúng ta cũng điều chỉnh cái đường kính và ấn xác nhận. Thì đây chúng ta ví dụ ta vừa làm xong thì có 3 vùng an toàn. À, đây là đặt tên ông bà ạ. Xong. Và các con cứ ra khỏi 3 vùng này là đồng hồ nó sẽ báo về bố mẹ biết. Thì chiếc này cũng rất hay. Và đặc biệt với cái đồng hồ nào mà có định vị bằng GPS nó sẽ rất khá là chính xác. Còn đồng hồ định vị bằng NFS thì khả năng chức năng này sẽ hạn chế hơn. Thì hy vọng các bạn sẽ sử dụng tốt cái chức năng này. Các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.